Respira que hablamos. Chào tất cả mọi người, hiện nay mình đang ở phố Hàng Giày tiếp giáp với Lương Ngọc Quyền Tạ Hiện. Hôm nay ngày chủ nhật, xin mời các bạn xem video về cảnh ăn uống chơi bời của người dân phố cổ và du khách. Phố Lương Ngọc Quyền. Bạn nhân viên tiếp thị. Anh ơi là chị Bi anh. Đó. Bạn ơi mở cảm ơn. Cảm ơn anh Ngân Đăng nha. Đăng Hiệp. Đây trung tâm Lương Ngọc Quyền Tạ Hiện. Đông. Rất là sôi động. Rất là đông nhộn nhịp cuối tuần chủ nhật. Gái trẻ hốt cơn rất là nhiều. Đây là ban nhạc đường phố. Rất đông du khách. Hàng quà vặt rất là đông. Ba bạn gái thi nhau chụp ảnh. Để đông tôi đông. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thời đâu. Du khách nước ngoài rất là đông. Đường nhiều chặt hết cái đường rất nhộn nhộn. Rất là đông vui, không khí sôi động. Đông vui nhộn nhịp. Trung tâm ngã tư. Đông vui láo nhiệt, sôi nổi với đêm. Đi gì của một số hãng. Là đồng bùi láo diệt.
Ăn chơi. Chỗ này đèn sáng rất là sôi động, vui vẻ. Đến càng ngày càng đông. Thank you.
rất là sôi động, càng ngày càng đông nghịt. Sure.